Rồi đem dìu ra đẳng đi. Anh đây có công chuyện nha. Anh An đem dìu. Nào đem dìu. Thấy tao uống dây không? Mấy ngựa này. Cái này đang đen mà ta. Ủa đang vàng hay đang đen? Vàng. Mấy con diều mà nó bán trên mạng chắc đang đen quá. Đang đen không ạ? À? Đang đen hoặc đang đen chắc phải phải đổi lên hình đang tím à? Đang tím sẽ nó. Xịn hơn hay là đẹp hơn? Đang tím nó xịn hơn. Nhưng mà xịn mà sao có mấy chục à? Mấy chục ngàn cây à? Gì? Đang xịn mà có mấy chục rồi sao kỳ à? Ôi ba ca gì đẹp. Ba ca to là khờ. Ba ca đang tím luôn. Ba ca cỡ tháng sau tao làm á. Thấy không? Cái này đang tím nè. Này dọn đi đâu Khả? Dạ anh đi lại kia sửa chú ơi. Ơi đừng nói nãy tôi quay xả hết chuyện đây luôn gì vậy? Đúng rồi. Má dài thằng lồn. Thịnh hảo rồi á, tao hảo rồi. Rồi gõ đuôi ra luôn rồi.